Thưa quý vị, theo kế hoạch của Bộ Y tế, từ hôm nay, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. Trước đó, từ ngày 8 tháng 4, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thực hiện xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số. Cơ sở nào nhập dữ liệu mũi tiêm thì chịu trách nhiệm ký duyệt thông tin tiêm chủng. Biểu mẫu hộ chiếu vaccine đã được Bộ Y tế ban hành từ tháng 12, 2021, gồm 11 trường thông tin, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, bệnh dịch, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vaccine, thông tin được hiển thị bằng QR code để bảo mật, tránh sai sót, lộ lọt thông tin cá nhân. Hộ chiếu vaccine sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh như căn cước, hộ chiếu. Đây là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành. Hộ chiếu vaccine sẽ hiển thị thông tin tiêm loại vaccine, số mũi vaccine đã tiêm. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp, đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin khi hết hạn hệ thống sẽ tự động tạo mã qr mới